Đại dương sâu thẳm luôn ẩn chứa những bí mật khiến các nhà khoa học không thể giải mã, trong đó bao gồm cả những hòn đảo vô cùng kỳ lạ. Hãy cùng tìm hiểu trong video hôm nay nhé! 1. Hòn đảo ma. Bermeja là một hòn đảo không có người sinh sống, nằm ở phía tây bắc bán đảo Yucatan, Mexico. Trong thập niên 1970, hòn đảo này chính là cột mốc mà Mexico đưa ra để khoanh vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý của mình. Mọi chuyện bắt đầu trở nên khó hiểu khi vào năm 1997, khi một đoàn thám hiểm của hải quân Mexico bỗng nhiên không tìm thấy hòn đảo Bermeja trong vùng vịnh quen thuộc. Bermeja biến mất một cách chóng vánh trước sự ngỡ ngàng của giới hàng hải thế giới. Năm 2009, Đại học Tự trị Quốc gia Mexico bắt tay vào thực hiện 3 cuộc tìm kiếm và nghiên cứu trên quy mô lớn. Các chuyên gia nước này điều động tàu thuyền, trực thăng, vệ tinh, tìm kiếm hòn đảo Bermeja bất kể ngày đêm. Tuy nhiên, sau bao nỗ lực, kết quả thu được là con số không tròn trĩnh. Tung tích cùng sự tồn tại của hòn đảo rộng 80 km2 từng được ghi nhận hồi thế kỷ 16 đã biến mất không dấu vết. 2. Hòn đảo giúp vạn vật cao lên. Đảo Martinique nằm trong quần đảo núi lửa Lesser Antilles, ở phía đông vùng biển Caribe, nước Pháp. Điều đặc biệt ở đây chính là người dân trên hòn đảo sở hữu một chiều cao rất đáng kinh ngạc, nam là 1m9, còn nữ là 1m74. Thậm chí ở đây, nếu một chàng trai trẻ có chiều cao dưới 1m8 thì sẽ bị trêu chọc là người lùn. Cùng với chiều cao khủng của cư dân, đảo Martinique còn nổi tiếng với khả năng thần kỳ, khiến khách du lịch cao lên. Hiện tượng này được ví như một phép màu của hòn đảo. Kể từ năm 1948 đến nay, vóc dáng của những người sống trên đảo không ngừng tăng lên. Không chỉ con người, động vật, thực vật sống trên đảo cũng có chiều cao trội hơn hẳn những loài tương tự sống ở các nơi khác trên thế giới. 3. Đảo mèo. Đảo Tashirojima nằm gần thành phố Ishinomaki ở Miyagi, Nhật Bản, được du khách khắp nơi trên thế giới biết đến với cái tên thú vị, đảo mèo. Đảo mèo chỉ có khoảng 100 người sinh sống, và chủ nhân chính của đảo lại là những chú mèo dễ thương sinh sống tự do với số lượng lớn trên đảo. Những chú mèo được đưa vào đảo từ giữa thế kỷ 18 đến giữa thế kỷ 19, trong thời Edo để đuổi chuột khỏi các nông trại tơ tằm. Khi ngành công nghiệp này không còn phát triển thịnh vượng, đa số người dân rời khỏi hòn đảo này và từ đó lũ mèo bắt đầu sinh sôi, gia tăng số lượng nhanh chóng. Hiện tại đảo Tashirojima vẫn duy trì ngành công nghiệp đánh bắt cá, đó cũng chính là nguồn lương thực cho các chú mèo. Các du khách đến đây sẽ được chào đón từ tháng 4 đến tháng 11 và được ngủ lại trong những căn phòng nhỏ có hình mèo. Tuy nhiên, họ không được phép mang theo chó khi tới tham quan đảo Tashirojima. Theo bạn, trên thế giới còn có những hòn đảo đặc biệt nào? Hãy comment bên dưới nhé!